Tập 34. Là thật đấy. Khi tuyên bố Michael đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đám người bên Nhất Minh còn kinh ngạc hơn chúng ta. Mặt trở nên tái mét ngay luôn. Đúng là sảng khoái thật. Nhưng mà Diên Mai, trước khi chưa công bố, anh còn nghĩ là thua chắc rồi. Anh còn hối hận vì đã từ chối bao nhiêu buổi tiếp đón của Michael nữa. Sự thật đã chứng minh kỹ năng diễn xuất của Michael là thật. Đạo diễn Lục còn lo lắng, lỡ như chú thua gián cược với Khổng Lệnh Tiệp thì Michael sẽ phải về là Nhất Minh. Tới lúc đó không biết phải đi tìm ai để đóng thế vai nữ chính trong phim mới của ông ấy. Bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Sao chú còn buồn phiền hơn trước khi Michael đột giải vậy? Chỉ làm thấy kỳ lạ. Chuyện gì? Anh nghĩ xem, Nhất Minh đạt được nhiều giải thưởng như vậy, là chỉ không đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc. Điều đó chứng tỏ em có mắt nhìn. Anh thật sự cho rằng tất cả đánh giá của ban giám khảo, mắt nhìn của họ là công bằng chính trực sao? Đương nhiên là công bằng chính trực rồi. Vậy anh cũng cảm thấy Mộng Điêu Thuyền mà Chính Xuyên quay kém hơn đạo diễn của Nhất Minh sao? Với sự hiểu biết của em về Khổng Lệnh Tiệp, thì giới tính cách của anh ta, nếu như muốn thắng, sẽ dốc hết tâm sức không ngại giá nào. Anh ta bỏ ra giá tiền lớn như vậy để mua tất cả các giải, tại sao lại không mua giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Ý của em là Michael giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là có nguyên nhân khác. Ông chủ, đồ ăn, ngồi đi. Việc tôi kêu cậu đi nghe ngóng thế nào rồi? Anh đoán rất đúng. Tất cả các giải thưởng đều được định trước. Trước khi lễ trao giải bắt đầu thì Nhất Minh đã biết bọn họ sẽ có được tất cả các giải rồi, bao gồm cả giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao? Đây chính là điểm kỳ lạ. Tất cả giám khảo đều đề cử Diêu Kiều của Nhất Minh trở thành ảnh hậu. Chỉ có một người là ngoại lệ. Ai? Ông chủ Dương, chủ tịch ban giám khảo. Tức là chỉ có một mình ông ấy chọn Michael. Theo như lễ thường thì đa số sẽ thắng tiểu số. Một phiếu này của ông ấy không thể thay đổi được kết quả cuộc thi. Nhưng điều khiến người ta không hiểu nổi là ông ấy một mực kiên trì, thậm chí không tiếc dùng thân phận chủ tịch để bác bỏ kết quả của những giám khảo khác. Nhất định phải để Michael nhận giải. Tôi với chủ dạng này đã hợp tác rất nhiều năm, nhưng không hề có giao tình cá nhân đặc biệt nào cả. Sao mấy bỏ công giúp sức chúng ta chứ? Hình như mẹ Điền có chút quan hệ với ông chủ dạng đó. Lần trước bọn họ gặp nhau ở khách sạn, không phải mẹ Điền đã nói ông chủ dạng là bạn cũ lâu năm của bà ấy sao? Là Michael không ở trong phòng thì đi đâu chứ? Mẹ, thật sự không thể đổi ngày khác tới cảm ơn sao? Con là anh hậu mới, người ta muốn nhanh chóng được gặp con. Hơn nữa chúng ta chỉ ngồi đó chào hỏi một chút rồi đi liền. Chủ tịch Dạng. Chủ tịch Dạng. Đợi đã lâu, mời ngồi. Nào. Chúc mừng cô. Cảm ơn ông chủ Dạng. Nhưng tôi không biết uống rượu. Vừa mới lên làm ảnh hậu mà làm giá rồi sao? Đừng quên, ai đã giúp cô có được giải ảnh hậu này?
Chủ tịch Dạng là thế này, Mai Khôi không được uống một chút rượu nào, hay là thế này, tôi thay nó kính ngài. Bây giờ ai là ảnh hậu? Là bà sao? Vậy được thôi. Cảm ơn ông chủ Dạng. Tôi cạn nhé. Cảm ơn chủ Dạng. Chút nữa tôi và mẹ tôi có chút việc, hôm khác sẽ mời ngài ăn cơm. Chúng tôi đi trước đây. Phải. Chúng tôi đi trước đây. Hôm nay vui vẻ như vậy sao có thể uống một ly chứ. Ngồi đi. Là thế này, rượu này không thể uống một ly mà phải uống một cặp. Hay là thế này, chủ tịch Dạng, ly này tôi thay Mai Khôi kính ngài được không? Mau ngồi xuống. Tôi muốn uống với cô ấy bao nhiêu cần bà quản sao? Dân, trễ như vậy rồi bà không mệt sao? Bà nên quay về nghỉ ngơi đi. Thực ra tôi cũng mệt rồi. Chỉ bằng tôi với mẹ xin được về trước. Hôm khác sẽ mời ngài ăn cơm. Được rồi, hôm khác lại gặp. Vậy thì được rồi. Nếu như cô không chịu nể mặt thì tôi sẽ đối thẳng vậy. Tôi có thể nói cho cô biết, tin nhất trên trang giải trí ngày mai chắc chắn không phải tin cô đạt ảnh hậu, mà giải ảnh hậu của cô bị tước mất. Tôi có thể cho cô giải này, thì cô có thể lấy lại nó. Chỉ cần tôi nói với phóng viên là Cố Duyên Mai đã mua chuộc giám khảo, kết quả cuộc thi đã bị hủy là được. Đi hay là không đi? Chủ tịch Dạng, đừng tức giận mà. Ngồi với chủ tịch thêm một chút đi. Con... không, ngồi đi. Mẹ, nào chủ tịch Dạng, hai người cứ uống từ từ. Chút nữa mẹ sẽ tới đón con. Ngồi đi. Chủ tịch Dạng, tôi đi đây. Tôi ra ngoài. Ra ngoài rồi nhớ treo thẻ phòng lên. Tôi không muốn có người tới quấy rầy chúng tôi. Mẹ. Mẹ. Uống ly này đi. Nào. Nào uống thêm một ly. Không sao đâu. Ông chủ Dạng, tôi thật sự không thể uống được nữa. Uống đi đâu. Tôi không muốn uống nữa. Tôi thích phản kháng có đúng không? Đừng, bỏ tôi ra, đừng. Cứu mạng. Dừng tay. Là cậu sao? Tôi cảnh cáo ông, đừng có động vào cô ấy nữa. Cậu nghĩ mình là ai chứ? Muốn đưa cô ấy đi là được sao? Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Tôi nhắc nhở cô, cô ảnh hậu của cô làm thế nào mà có được? Mẹ cô đồng ý gì với tôi? Trong lòng chúng ta đều biết rất rõ. Đừng tưởng cứ như vậy mà đi thì tôi sẽ bỏ qua cho. Vậy thì tôi cũng cảnh cáo ông, Mai Khôi là người của Cố thị. Ông còn có ý đồ gì với cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đừng đánh nữa. Dừng tay. Đừng đánh nữa. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Cậu muốn đập chiếc phim không? Tôi cho cậu. Tôi sẽ lấy từ tay đồ điểu đưa hết cho Nhất Minh được không? Tên điểu. Mai Khôi không phải đồ điểu. Không phải đồ điểu. Không phải đồ điểu. Không phải. Không phải đồ điểu. Có phải tôi rất ngốc hay không? Thực ra tôi cũng muốn đi khỏi đó. Tôi vốn nghĩ uống với ông ta mấy ly, ông ta sẽ thả tôi đi. Nhưng tôi lại sợ sau khi tôi đi, ông ta sẽ lấy lại giải thưởng. Như vậy anh sẽ bị thua. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, cho dù tôi có thắng, cô nghĩ tôi sẽ vui sao? Xin lỗi.
Tôi cũng không muốn để sự việc thành ra như vậy. Anh nói xem bây giờ đắc tội ông ta rồi. Phim của chúng ta muốn chiếu ở Singapore, liệu có gặp phiền phức gì không? Cô không cần lo lắng chuyện của công ty, chỉ cần cô bình an không sao là được. Còn nữa, chỉ cần phim của chúng ta có thể bán được tiền, ông ta sẽ chấp nhất với tiền sao? Nhưng mà lỡ như ông ta đi nói gì đó với phóng viên, liệu có liên lụy tới anh không? Tên háo sắc đó coi trọng thể diện như vậy, liệu sẽ tự tìm phiền phức sao? Còn nữa, vừa rồi may mà chúng ta đi cửa sau, nếu không bị phóng viên chụp được thì phiền phức lớn rồi. Nhưng mà lúc chúng ta đi có Khổng Văn Bân đứng ngoài cửa, anh ta là người của Nhất Minh. Nếu như anh ta kháng nghị với giám khảo đòi thu lại giải thưởng thì anh sẽ thua mất. Như vậy chẳng phải tôi sẽ không ở lại Cố Thị nữa, tôi phải qua Nhất Minh rồi. Nếu anh ta thật sự làm vậy thì tôi cũng không còn cách gì, chỉ có thể nghe theo ý trời thôi. Hợp đồng tôi ký với Nhất Minh là 5 năm đó, tôi phải ở đó 5 năm. Vậy thì cô hãy coi 5 năm đó là một kiểu rèn luyện cho mình đi. Tôi với Khổng Lệnh Tiệp tuy là đối thủ, nhưng anh ta là một ông chủ có mắt nhìn. Chỉ cần cô có tài hoa, chịu cố gắng thì nhất định có thể tỏa sáng. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh giúp anh quay phim. Yên tâm đi, 5 năm qua rất nhanh. Sau khi hết 5 năm, cô vẫn sẽ là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của tôi. 5 năm sau tôi già mất rồi, anh vẫn để tôi làm nữ chính sao? Vai nữ chính không chỉ phải dựa vào tuổi trẻ và vẻ ngoài, mà thứ quan trọng hơn hết là diễn xuất. Sao anh tốt với tôi như thế? Cho tôi nhiều cơ hội như thế. Anh từng nói tôi rất giống một người bạn của anh. Cô không có chút tự tin nào với tài hoa của mình như vậy sao? Có điều cô đúng là rất giống với mối tình đầu của tôi. Giống thế nào? Mắt, miệng, tai, giống chỗ nào chứ? Tính cách. Hai người đều kiên cường độc lập, có suy nghĩ của riêng mình, đều thích xem kính hoa duyên, đều thích tới nữ nhi quốc. Còn gì nữa? Còn một điểm quan trọng nữa là đều có thể cổ vũ tinh thần cho tôi. Tôi còn nhớ trước kia khi tôi gặp phải trắc trở, cô ấy luôn cổ vũ tôi, giúp tôi phấn chấn trở lại. Còn có câu cô nói với tôi ngày hôm đó, cô biết không, câu nói ngày hôm đó của cô đã đánh thức giấc mộng điện ảnh của tôi. Tiếp tục đi. Còn gì nữa không? Còn có vừa rồi lúc ở khách sạn, cô cũng khiến tôi nhớ tới cô ấy. Anh cũng từng cứu cô ấy sao? Tôi từng hứa với cô ấy sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Nhưng mà đến khi cô ấy thực sự gặp khó khăn thì tôi lại không hề ở bên cạnh cô ấy. Đây là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời này của tôi. Cho nên lúc cô gặp khó khăn ở trong khách sạn, bất kể là trả giá như thế nào, tôi cũng không để người khác làm tổn thương cô. Những gì anh nói bây giờ có phải là thật lòng không? Anh có biết từ nhỏ tới lớn chưa từng có người đàn ông nào bảo vệ tôi như thế. Tôi không có bố, dù là bạn trai cũ của tôi cũng chưa từng bảo vệ tôi giống như anh. Tôi muốn được ở bên cạnh của anh mãi, để anh bảo vệ tôi mãi mãi, được không? Come on.
Cô làm gì thế? Tôi hỏi cô làm gì thế? Tôi tưởng là... Cô tưởng là gì? Cô tưởng tôi có ý gì khác với cô sao? Tôi nói với cô rất nhiều lần rồi. Bây giờ là giai đoạn đầu trong sự nghiệp của cô. Đừng có nghĩ tới những chuyện khác. Cô chỉ cần đóng phim thật tốt được rồi. Tôi biết rồi. Có phải tôi đã làm chuyện gì khiến cô hiểu lầm không? Tôi nói cô nhìn rất giống mối tình đầu của tôi. Nhưng cô không phải cô ấy. Cô không thể có tình cảm kiểu đó với tôi được. Sau này cũng đừng có. Tôi biết rồi. Tôi nói là tôi biết rồi mà. Không còn sớm nữa. Tôi đưa cô về khách sạn. May mà có anh bạn làm ở tòa soạn nên biết được đã mua lại những bức ảnh này. Nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ lên trang. Nếu như làm lớn chuyện lên, Michael có đặt giả ảnh hậu cũng được gì chứ? Sau này làm sao cô ấy đóng phim được đây? Mà nghe cho rõ, lần này nếu như vì chuyện này mà hình tượng Michael bị ảnh hưởng, dù hợp đồng đó ký với chúng tôi hay là ký với Nhất Minh, thì các người đều phải bồi thường mọi tổn thất. Tới lúc đó bà đừng mơ làm mẹ của ngôi sao nữa. Cũng đừng nghĩ tới việc Michael giàu nhà giàu. Các người sẽ không có được gì đâu. Mọi người xem kìa, không phải mấy bức hình đó còn chưa bị đăng lên sao? Thì không có chuyện gì rồi sao? Bà đừng tạo thêm phiền phức thị phi cho chúng tôi nữa. Nhất là cái miệng của bà đó, không được nói năng linh tinh. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không nói gì cả được chứ? Trong ngành này tin tức truyền đi rất nhanh. Có phải chỉ có phóng viên của Singapore biết chuyện này hay không? Anh về Hồng Kông trước, tôi nghe ngóng xem sao. Mọi người có từng nghĩ tới điều này là tại vì sao không? Chúng ta đã móc nối quan hệ tốt với ban giám khảo. Tại sao lại đánh mất cái giải ảnh hậu này chứ? Nguyên nhân gì cũng không quan trọng. Từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều biết rằng Nhất Minh chúng ta là người thắng cuộc. Nhưng trong mắt tên họ Cố kia, cậu vẫn là kẻ thua cuộc. Không phải cậu thật sự tính để giải ảnh hậu đó đưa vào tay Cố thị không như vậy sao? Dám cược dám chịu thua. Hơn nữa trong mắt tôi, Michael đó chỉ là một trong những ngôi sao nữ mà thôi. Ở Nhất Minh của chúng ta rất dễ dàng kiếm được một người như thế. Không được, điều này ta không đồng ý. Hơn nữa cậu và tên nhóc họ Cố kia cược chẳng qua chỉ là nói cái miệng. Cố thị đưa cô ta lên làm ngôi sao lớn, ta cứ muốn giữ cô ta ở lại Nhất Minh
Hơn nữa, còn chỉ để cô ta diễn những vai nhỏ không quan trọng. Tôi không muốn thua luôn cả về phong độ. Lệnh tiệp, việc làm ăn của bố cậu có thể thành công được như thế là bởi vì ông ấy đủ tàn nhẫn, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, đuổi cùng giết tận đối với đối thủ. Dân bưng, ngày mai cậu cử người đem tiền và hợp đồng của Michael đưa hết sang Cố thị. Đã biết rồi. Cậu đấy, ở phương diện này không giống bố cậu chút nào. Được thôi, tuần sau ta và Dương Tịnh phải về Mỹ rồi. Cậu nhất quyết muốn làm như vậy thì ta cũng không quản nữa. Được rồi, kẹo cũng đã mua cho cháu rồi. Có thể tha thứ cho chú được không? Chỉ là về trễ hơn một ngày thôi. Con trai, không nên nhỏ nhen như vậy chứ. Nhưng chú lại quên không mua quà gì cho con. Lần sau nhất định sẽ mua cho con. Chú đảm bảo. Nào, ăn kẹo đi. Tiểu Thiên, mấy ngày nay ở một mình có buồn không? Nhưng chú nghe nói có một dì thường tới chơi với con, có phải không? Đúng, dì ấy còn mời con ăn kem nữa. Vậy sao? Vậy con nhắc tới mẹ con với dì ấy không? Rồi con kêu dì ấy tìm chú nhưng không tìm thấy chú, đúng không? Vậy con có nói với dì ấy mẹ con nhìn như thế nào không? Hoặc là nói chú làm công việc gì không? Thật sự không khó sao? Cô hãy nghĩ kỹ đi. Có. Dì ấy nói lần sau sẽ đưa con đi tìm chú. Tuyệt đối không được. Tại sao? Tóm lại là không được. Nhưng lần sau chú đột nhiên đi mất, không trở lại nữa thì phải làm sao? Chú đã hứa với con rồi, nhất định sẽ không bỏ con lại mà. Móc méo không? Móc méo. Móc méo hứa 100 năm không thay đổi. Giống như bố sẽ không bỏ rơi con trai vậy. Tiểu Thiên, sau này không được gọi ta là bố, gọi là chú. Ngoại tình sao? Thật hay giả thế? Là thật sao? Trên đó nói gì thế? Các người còn rảnh rỗi xem báo sao? Mau làm việc nhanh. Nào, qua đây giúp một tay đi. Không phải tôi không muốn quay, mà tôi không biết quay thế nào. Tôi đã nói rồi,
Đây là tất sách của tôi. Tôi tưởng là mình đã mua hết ảnh rồi, nhưng ai ngờ vẫn còn sót một tấm. Hơn nữa còn là tấm có sức công phá rất lớn. Cứ giao cho tôi và bên truyền thông xử lý là được rồi. Xử lý kiểu gì hả? Lần này Mai Khôi diễn vai Lý Phượng Tỷ, chẳng lẽ khán giả sẽ tin cô ấy vẫn luôn một lòng với hoàng đế chính đức sao? Khán giả tới để xem phim, chưa chắc đã bị tin đồn ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng mới lạ đấy. Bây giờ cô ấy bận đi yêu đương, ngoại tình với người ta. Tôi cảm thấy cô ấy có thể diễn vai Phan Kim Liên trong Kim Bình Mai đấy. Nói chuyện chú ý một chút được không? Tôi trước giờ vốn có gì nói đó mà. Đúng, anh nói không sai. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới Mai Khôi. Tôi sẽ cố gắng giảm ảnh hưởng xấu này xuống thấp nhất. Đương nhiên, còn về bộ phim Phượng Tình Duyên, có thể khởi quay như dự tính không? Hay là anh đạo diễn? Tôi nghĩ ông chủ cố sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Chỉ là từ đầu tới cuối đều cho rằng chỉ cần một bộ phim hay thì công chúng sẽ thích. Trừ phi anh không có tự tin, sợ mình quay không tốt. Tôi không sợ quay thành một bộ phim tệ đâu. Vậy thì tôi sẽ coi như là anh đồng ý tiếp tục quay rồi nhé. Hai vị, cà phê của hai người. Mời dùng. Nhìn đi, tôi không lừa cô mà đúng không? Tôi đã nói với nhân viên khách sạn tiếp đãi cô như người bình thường rồi. Ai nói tôi không bình thường? Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là nói với họ đừng coi cô thành ngôi sao lớn. Đừng để ý tới cô, chứ không có ý gì khác. Có người chụp hình, có phóng viên. Cô căng thẳng quá rồi. Không phải phóng viên đâu. Người lên trang nhất tin tức đâu phải là anh. Đương nhiên anh không căng thẳng rồi. Ở đây sẽ không có phóng viên nào cả. Tôi không cho phóng viên vào đây rồi. Thế nên cô yên tâm ở đây đi. Ở bao lâu cũng được hết. Nếu như cô chịu, thì cho dù cô ở luôn đây cũng không sao cả. Anh đang trù ẻo tôi. Chuyện này sẽ không yên phải không? Anh nói với tôi, tôi là người của Cố Thị. Không có ai biết ở khách sạn này. Tôi mới đồng ý chuyển vào đây. Đợi phim mới của tôi khởi quay, hy vọng chuyện này sẽ kết thúc. Tôi sẽ rời khỏi chỗ này. Nhưng mà thời gian này tôi rất buồn chán. Tôi có thể tới đây nói chuyện với cô mỗi ngày. Thế thì sao chứ? Ở đây nếu không phải ở trong phòng thì là tới đây uống trà. Hôm nay tôi đã uống ly thứ ba rồi. Vậy cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Không được. Gặp phải phóng viên thì sao? Sợ cái gì chứ? Không có phóng viên nào biết cô sống ở đây thì cũng sẽ không có ai biết. Cô ngồi xe của tôi. Sao về nhà mà không nói một tiếng? Để anh tới sân bay đón em. Em nghĩ chắc anh còn bận đối phó với phóng viên nữa. Em còn nhớ hôm đó ở Cát Long Pha, em hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh không kịp nói cho em biết, là vì sợ em lo lắng, sợ em hiểu lầm. Anh không hy vọng em sẽ buồn. Tối hôm đó là vì anh với Mai Khôi. Anh không cần phải giải thích với em. Diên Mai, em tin tưởng anh tuyệt đối. Lần này em trở về không phải là muốn hỏi anh điều gì. Anh chỉ muốn giúp anh giải quyết phiền phức mà anh đang gặp phải. Các bạn phóng viên thân mến, hoan nghênh mọi người tới tham gia lễ khởi quay chính thức của bộ phim Phượng Tình Duyên của chúng tôi. Cảm ơn. Ông chủ cố, xin hỏi sao cô Mai Khôi sao lại không tới? Còn về những tấm hình gần đây, anh nói như thế nào?
Xin lỗi, hôm nay là ngày mở màn của bộ phim Phượng Tình Duyên mà chúng tôi quay. Những vấn đề nào không có liên quan tới bộ phim, xin tha thứ cho chúng tôi không thể trả lời. Xin hỏi chú cố, gần đây cô Michael được đồn là có quan hệ ngoại tình với anh. Bây giờ cô ấy là diễn vai Lý Phượng Tỷ thâm tình. Mọi người không sợ công chúng sẽ không chấp nhận được hay sao? Trước đây chúng tôi đã nhấn mạnh là, đầu tiên tôi rất công nhận diễn xuất của Michael. Hơn nữa tôi tin thông qua bộ phim lần này, công chúng sẽ càng tán thưởng cô ấy. Vậy thì cô Michael có thân mật với cảnh nam chính trong phim không? So với những tấm hình của hai người thì cái nào thân mật hơn? Đối với tình tiết của bộ phim thì chờ chút nữa đạo diễn Lục sẽ nói cụ thể với mọi người. Nếu như mọi người có hứng thú với đề tài của chúng tôi thì hãy vào trong rạp chiếu phim thưởng thức bộ phim của chúng tôi. Xin hỏi các anh có tự tin đạt giải thưởng nhờ bộ phim này không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu như bộ phim này đạt giải thưởng, cô Michael đạt được giải ảnh hậu thì có chúc mừng với ông chủ cố như trong bức ảnh lúc trước không? Đương nhiên là có rồi. Giống như ngày hôm đó. Đúng không? Chuyện đã kết thúc rồi. Cô có thể yên tâm đóng phim được rồi. Nhưng mà cô phải chú ý ngôn từ và hành động của mình. Phóng viên sẽ luôn để ý tới cô. Cô phải hết sức cẩn thận. Đừng để bọn họ tạo tin đồn nhảm nữa. Biết chưa? Tại sao cô có thể đứng trước toàn thế giới nói một lời nói dối mà không một ai tin được chứ? Nếu như tôi không nói như vậy thì tin đồn bên ngoài sẽ không bao giờ hết. Cô là người mới, thời gian vào ngành này chưa lâu, cho nên không biết phải ứng phó sao với phóng viên. Tôi biết. Đây là cách đối phó phóng viên. Tôi không phải con nít. Đừng lấy chuyện này làm qua lo cho có lệ. Cô hiểu là tốt. Nhưng mà tôi cũng rất phục cô. Bởi vì cô có thể biến lời giả thành thật, nhưng lại không hỏi han tới sự thật, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ có lẽ cô cũng biết, chị dâu cả của tôi là một diễn viên. Chị ấy từng nói với tôi, tình cảm của diễn viên rất phong phú, một khi nhập tâm vào thì khó mà dứt ra được. Quay xong phim vẫn khó mà trở về.
mộng thế nào. Nhưng cô vẫn không phải cô ấy. Tôi tin Diên Mai hiểu rất rõ điều này. Chỉ là từ nay về sau, tôi mong cô đừng lấy một người đã chết ra để tranh thủ tình cảm của Diên Mai. Như vậy là vô cùng không tôn trọng Cù Mộng. Nếu như Diên Mai biết được, anh ấy sẽ rất không vui biết chưa. Em không coi TV. Có phải là trễ quá rồi? TV không còn chương trình gì hay không? Em biết là do em không đúng. Em chưa hỏi anh mà đã lấy nó đi. Lấy đi cái gì? Anh không vui thì có thể nói thẳng với em, đâu cần phải lén lấy lại chứ. Thật ra em đang nói cái gì thế? Thì là cuộn phim em kẹp trong quyển sách đó. Cuộn phim gì? Cuộn phim mà trước đây anh chụp cho Cù Mộng đấy. Em lấy cuộn phim đó để làm gì? Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh vẫn luôn giữ nó? Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Đó là hồi ức duy nhất giữa anh và Cù Mộng. Anh giữ lại chỉ là để kỷ niệm mà thôi. Vậy tức là anh vẫn thừa nhận còn nhớ nhung Cù Mộng, đúng không? Đúng. Nhớ một người bạn cũ là không đúng sao? Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mai Khôi, có lẽ là anh đã biết cô ấy nhìn giống Cù Mộng rồi, đúng không? Tại sao anh không nói với em? Bởi vì anh cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để nói với em. Anh từng nói với em, vị trí của Cù Mộng trong lòng anh, đối với anh mà nói, cô ấy là một người phụ nữ rất quan trọng, sao có thể là chuyện nhỏ được? Bây giờ em muốn nói gì Mai Khôi hay là muốn nói gì Cù Mộng đây? Có gì khác nhau đâu. Anh tìm Mai Khôi đóng phim, còn không phải vì cô ấy giống Cù Mộng sao? Đương nhiên không phải. Anh đánh cược với Lệnh Tiệp, khăng khăng muốn giữ Mai Khôi ở bên cạnh mình, là vì anh nhớ thương Cù Mộng. Không phải sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là quá khứ của anh. Tại sao không thể chấp nhận nó chứ?
Nếu như em không thể chấp nhận, anh thật sự hết cách rồi. Vậy tại sao anh nhất định phải lấy cuộn phim về chứ? Anh thật sự không biết cuộn phim gì cả. Anh cũng không biết cuối cùng anh giấu những cuộn phim đó ở đâu.